Nè, có tiêu. Kìa, cú đông bao nhiêu tuổi? Năm cờ 12 tuổi, 55 ngàn. Cảm bà sắc chết. Anh Việt Kiều dễ thương, bà này đẹp quá à. Đại gia mới về nè. Đúng rồi, đại gia mới về mà có 5 ngàn con. Thanh Kiều, cảm ơn nha. Nói đi, đóng xô rồi. Đẹp quá trời, sao chị nổi. 10 giờ rưỡi, 17 con hạt. Trời ơi, cúng sàn với bà. Trời ơi, 300 tờ đi lồ le mấy ngày nay, hai đứa đi ôm á. Anh áo đỏ, con xin xếp hả? Trời ơi, đẹp trai quá trời. Con le le là con gì ông nội? Con cá, ông trời, con ốp. Thưởng. Ba con vậy nè, lô độc đắc nè, chúng được 1 triệu 2, hai con trả lại tiền. Nè, đếm đi, nè, vậy nè. Nè, ừ, ba con vậy anh được 1 triệu 6, hai con trả lại tiền. Nhớ ra đổi cô liền nha, số cưỡng là phải đổi liền. Không, đổi cô, còn số của tôi. Độc quyền. À. Bây giờ cô không đổi gì chức mà đổi ông Từ được không? Ông Từ là ông nào? Ông Từ á. Không, không biết. Tôi cổ chức vượt biên. Sáng có cá viên chiên nha, chiều có phở 258 nha. Mấy tờ? Lan Quế Phượng phải tầm con. Đưa con Phương lên phường. Cá viên chiên sống về. Em á sống về tình yêu thương của mọi người. Tối không có cô Phương ăn em nha. Nha. Gì? Trời ơi, chán ông này ghê, số nào cũng vòng. Giờ mua nhiều quá phải chia ra. Trời ơi, chia mới lấy nhiều kìa. Cú đen, 10 giờ rưỡi bà đó má nó đó. Chị của tôi. Ừ. Anh Việt Kiều sao ngồi mà cứ đưa chứng nhận cái mặt em hoài vậy? Hả? Anh đừng để em dắt anh lên lầu 1 sửa bình xăng con nha. Khi Nhung đi và thấy em. Nhiều anh yêu. Trời ơi, lấy cái số mà không biết. Trăm mốt. Ôi, ổng xấu á, chụp cờ 50. Hung nhau là 100. Này ngày bán ngàn tờ chứ sao bán 300 tờ được. Mình thấy là ngàn tờ rồi đó. Đẹp trai quá, cảm ơn nha anh Việt Kiều. Số anh Việt Kiều đẹp. Trời ơi, có vợ đẹp quá trời vậy. Anh Việt Kiều mua ủng hộ em đi. Có vợ đẹp quá. Bà Việt Kiều số không? Mua giùm đi bà Việt Kiều. Măng ơi, ủng hộ nghèo có tiền trị bệnh đi. Còn mà lấy con sắp lát cả nha. Cậu lội lắm nha còn. Tao bán để tiền đi cắm bệnh nha còn. Cô bay chơi đỉ bao nhiêu cũng được mà lấy con cấp cái số còn nhiêu anh? 55 ngàn, vậy số không? Mua giùm đi. Gái nào cũng đẹp mà không mua, nhất là bà đó. Bồ nuôi nè. Bà này giàu lắm, từ nhỏ có lớn, nắm tiền lớn. Số không, đẹp trai? Mua giùm đi bà Việt Kiều. Mua mềm đi. Mua giùm em bữa, con cá. Ngon không? Bên kia khách đông không? Bên kia đâu có khách đông. 55 có là 145. Nè 100.
Đủ nha chú, cảm ơn. Có mấy anh chị đi mời chưa chứ? Anh, số không? Số không anh? Vậy số không bà Việt Kiều đẹp. Bà Việt Kiều dễ hơn số không? Ủa, chất mua cái này làm sao mà có này? Thưởng ba con với lô đắt mày được chị Sáu, hai con trả lời tiền. Nè, giống vậy nè. Trả lời tiền, đó, ba con. Được triệu sao á, không biết ở đâu ướt hết trơn. Vậy số không vậy? Vậy. Đâu? Hú hôn về. Cú đen về, cú đen về. Anh ơi, cú đen chồng em về. Cú đen, người đàn ông có cái kè là em chi cú là. Nha. 55.000. Ai? Trời ơi. Ai vậy? Trời ơi, đưa giấy số rồi. Nãy giờ đưa mấy cọc, không nhớ mấy cọc nữa nè. Không nhớ anh ơi. Lo ngón cụ đen không mà sao nhớ. 8 tờ lại như gì chứ. Lấy tờ nữa đi, chẳng trăm. Bớt ngàn. Cảm ơn nha. Ngồi đây nè bà Việt Kiều dễ hơn. Đùa chơi luôn. Dạ, cho bà Việt Kiều vô. Bà Việt Kiều ngồi đi. Anh Việt Kiều đẹp trai dễ hơn quá trời, cảm ơn anh. Vô ngồi đi anh. Mua đi, mua giùm em đi, giúp đỡ em. Có tiền trị bệnh á. Vòng. Ôi trời. Gặp anh em muốn xỉu luôn á. Cú bồ đi bắn ơi quá anh ơi. Vậy hỏi nào bà. Tự nhiên tôi có biết bà đâu hỏi tiền. Có cu đen về rồi đó. Có cu đen về. Sao ông đen? Ông dạch da coi ông đen không? Lẽ cu trắng. Anh chỗ không? Đẹp trai quá trời. Ai? 11.000 tờ. Đâu? Trời ơi, bà sụ mũi ha, bà dai quýnh vậy, còn nghiệp vậy. Kìa. Chim khôn lửa cành mà đậu, gái khôn tránh mấy nhậu mà nhờ. Cá viên chiên ai em mớ mổ đừng nên ăn. Gặp chửi con chết đó. Mới hết 11 tờ này ha. Ừ, trăm mai. Một ngàn tờ á, lấy hết giùm gì để tiền mổ xẻ gì. Gần chết rồi. Chán đời lắm. Trời ơi, cô có chết liễn da hồi chiều rồi ba. Thổi lại. Có 100 không? Có heo không? Gì? Có heo không? Không, có hạt. Một tờ. Bộ anh dê dữ lắm hả, anh kiếm dê vậy. Số còn cái chót 834 cái năm mà 56 ông còn hai sắp. Dạ. Dạ, 120 khỏi là 90. Về đâu? Chồng tôi á. Nó bê đê mà mấy ông cũng để ý nó vậy. 90 nè cô, 50 lắm. Bà Việt Kiều, bà đẹp quá, quê ở đâu lên kìa? Cần Thơ. Cần Thơ à? Lên tới đây á. Trời ơi, Cần Thơ gạo trắng nước trong á. Lên tới tới đây kiếm bà chức á. Nè ông nè, 11 tờ là 120 mua đi gì, đẹp quá trời luôn á. Trả trước 20 còn 100 trả góp được không? Ông nội. Đã cũng có cần mổ, ông lấy hai cục này đi. Đây tôi mổ cho. Nè, mổ liền đi. Nè, lại lấy địa chỉ này mai lại. Ở đâu? Hai cục nè, anh lấy không? 11.000 tờ đó, như anh lấy 11 tờ 120. Có lại 30. Số 1 à? Ừ, trời ơi, chứ mấy số? Bán đắt lắm, giờ bà còn có số à. Đắt cái gì, ế mấy bữa trời mưa đi đi sạc tháng luôn á. Ủa đeo mấy đó là gì vậy? Đó, của mấy này nè, anh mua không? Bán cái con trầm rồi. Bà cho tôi biết. Bà cho tôi, cô không dám lấy nữa. Này à, này em mua 700 á. Tôi mà lấy mà máu không?
tôi ông sợ gì tôi chăm ó nè. Còn chót có hốt đại đi. 2 4 bà có chưa? 6 7 77 ngàn. Đó là chết rồi. Chị Năm nè. Hát mỗi người bạn nghe đi kìa. Chị chết. Bà bố lửa, nghe nói bà bố lửa. Thôi, tôi đâu biết bố lửa. 77 phải không? Ừ, dưới Cần Thơ lên đây chủ yếu làm gì đó. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, chưa yêu lần nào, biết già làm sao, phải không bà? Tuổi gì vậy bà? Tuổi kiền, tuổi đại lý á. Bậy bà. Đó chồng em á, chơi đẩy dữ lắm á. Kêu Thu Phương ra đây đi. Kêu Thu Phương ra đây, Cần Thơ mới xuống rồi. 77 hơi là nhiều. Lên đây chủ yếu kiếm Thu Phương. 77 hơi nhiều. 20.000 đây. Kiếm Thu Phương với lại bà Chức, mà giờ mới gặp được có bà Chức, rồi chưa gặp còn Thu Phương. Còn kiếm Thu Phương nữa. Thu Phương! Qua có khách đặc biệt kêu. Lẹ lên đi, đứng đây kêu, kêu đêm nôi rồi. Chả là hết á. Cô Đơn! Qua có đặc biệt kêu. Cần Thơ! Gạo trắng nước đồng. Chị Chức cho con chụp hình đi. Rồi, chụp luôn. Chị ừ, cảm ơn. Cô Đơn! Cô Đơn! Cần Thơ! Cần Thơ! Cần Thơ! Rồi, chụp đi! Hey! Nè, con kêu kìa, cu đen lại rồi kìa. Bà Việt kêu. Lấy hai bên luôn đi, lấy hai bên luôn. Lấy hai bên luôn. Lấy hai bên luôn đúng rồi. Nói nè. Bên đây bên đây có lỗ đồ sợ. Đó anh chị em mình cùng coi lên luôn cảm ơn thấy không? Đó một chút ăn xong là em xuống Cần Thơ với anh chị luôn. Đó Cần Thơ có bến Ninh Kiều. Đi về. Về anh cả. Cả. Lại đây anh cả. Ồ. Ờ. Ờ tự chụp đi. Nhận răng ra. Người đi chị. Có nhớ ba con mèo không? Trời ơi, nhỏ ba chị em mình đó. Dạ ok ok, đem qua với anh nè. Bà giỏi bà vàng, bà dắp bãi đá, bà hoàng vẫy dây. Dừng chân ghé lại quán em đây. Cười lên anh, cười lên, đúng rồi, giống mình cưới vậy đó. Cười giống cô dâu chú rể quá chú ơi. Đẹp quá, của ai cô dâu, anh chú rể. Không, anh chú rể, tao cô dâu, tao vừa lòng mày. Quá trời cái miệng rồi. Rồi khách vô luôn kìa, lấy bàn ghế cho em. Có nhân viên rất là đặc biệt nha. Anh ra quán rồi có bàn ghế ngồi nha. Có vui vẻ không quạo luôn. Con buổi sáng là quen sáng, mà thằng anh sướng là nhớ em sướng luôn. Đó, cái lâu chúc cam nha. Tiếng chuông về tới kìa, hỏi tôi về với lâu Minh Duy nha. Nãy em mang căn lộn xộn đi. Minh Duy ơi, Minh Duy đặt tin áp cho cái cuối trường vô được không Minh Duy? Hà, hello mọi người. Hôm nay em đi tông này là tông tông lửa nha. Thứ sáu anh đi tông lửa là máu chảy về tim đó. Cái đẩy. Trời ơi, mua đi anh áo vàng lấy đĩ đi. Tối thấy anh chơi đĩ nè, áo vàng. Ờ. Ờ, có 21 hả? Ừ. 21 hết rồi. Lấy luôn bà Âu, hỏi giá tiền. Hỏi rồi. 71 giá gì? Đó, đó, đổi vậy nè. Nghe không? Hả? Ngày bán 1.000 tờ không giúp? Vừa bán vừa móc túi. Gì? Ủa, cô anh nằm đâu vậy? Mơ vàng chặt cơ mà. Bây giờ hoài, mất rồi. Bây giờ có trúng chưa? Cô nó gài cái gì mà đau quá. Mặc cái gì nó kỹ quá. Nãy anh yêu tính tờ 100 ngàn. 9 tờ 100 ngàn. 11 ngàn tờ. 9 tờ là nhiêu? 100. 9 tờ là nhiêu? Từ ngàn, 11 ngàn tờ, 9 tờ là nhiêu? 100. Thổi lại ngàn, không? Thổi lại 1 ngàn đàng hoàng. Thổi lại 1 ngàn nha. Đưa dư không lấy á. Nhiều lắm ở đó. Tao mua mỗi số tờ, tao có quyền tao mua.
Ờ. Mua lại đi. Thôi kệ nó đi qua cai quan là cùng tôi. Số mà đeo về vàng vòng 55.000. Vợ đó lấy mấy tờ. Đó. Còn bao nhiêu tờ? Quay vòng vòng với quay trời chứ có gì đâu mà quay. Đó, nãy giờ quay đủ rồi. Ờ, quay chứ có gì đâu mà quay. Đó là mấy cái 2 tờ là 7 tờ đó. Mua vé xe ở sạn năm sau không? Vé xe. 2 tờ nhiêu rồi? 22.000 hả? Dạ. Nè, đây. Bây giờ đổi lấy số nè. 100. Nè. Em coi. Rồi bao 20 luôn á, bao 20 mấy ngàn luôn á. Đó, thấy không? Lấy cho con 10 tờ chứ. Không. 10 tờ cho mày cũng đưa có tiền. Tiền nè. Không. Chất coi lại đi nha. Má đẹp trai quá. Lai cái gì chất? Lai gì? Lai nhìn không nó gì chất mày lai hả? Lai. Mày nó khoái giùm vú ở hoài. Vú khoai vú nam mà bốn vú nào. Chết luôn. Có lăn nách không vậy? Ủa má mày có bình hơi nách đâu. Anh số không? Này khoái cái mùi bi di đậm đà có quên. Trước khi em đi em hung cái rồi. Mày trước tí là like đẹp đẹp không? Like rồi, nhìn like không? Ừ. Like mà nó có con cù không? Không có. Lé, lé. Mày ganh tị không? Có người lấy tao nè. Đẹp trai không? Mỹ like đàng hoàng. Vô kêu mấy đẹp vô tiếp mọi người đi. Kệ lé, vô tiếp anh coi đầu sói. Phần là con gái chưa một lần yêu ai. Đó à. Đây. Thì tình yêu đến. Đến qua, đến qua, đến lời. Lé, cần lé phải lé cười à. Bà nãy giờ chiên không được luôn rồi chứ. Lé ơi, anh chiên coi chừng phụng tay nha. Ê, quá hoài vậy mày. Vậy chất bán 10 tờ chứ. Vậy đó giống giấy hoa quà quá. Đi hung cái nha. Vô ha, hàng bán ngàn tờ nha. Trời ơi, đi ra bán, cho vợ ra bán. Trời ơi, bán hỏi nghỉ.